Với 150 đoàn diễn hành và hơn nửa triệu người tham dự, lễ diễn hành kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 diễn ra trong không khí vui nhộn hào hứng tại thành phố ven biển Huntington Beach, cách Lido Sài Gòn khoảng 20 phút lái xe. Nhiều người Việt sống trong vùng cũng có con tham dự trong các đoàn diễn hành, góp phần sinh động cho ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Năm nay là năm đầu tiên em tới đây coi, là bởi vì hôm nay có con á, nó biểu diễn trong ban nhạc á, việc diễu hành ở đây, thành ra tụi em tới đây để dự. Rất là tự hào, rất là thấy hạnh phúc khi mình tới được ở đây, cái chỗ này tự do, và muốn chúc mừng cho nước Mỹ. Hôm nay là ngày giống như là khai sinh nước Mỹ, là cái đất nước giống như là quê hương thứ hai của người Việt mình trên nước Mỹ này, thì mình cũng hòa đồng với nước Mỹ, mình cũng thật là tự hào khi mà sống trên nước Mỹ này, cũng là một cái nước cường quốc hàng đầu thế giới. Thì là nơi mà người Việt mình cũng sống ở ngoại quốc mà nhiều nhất ở đây. Đối với cư dân gốc Việt sống lâu năm trong thành phố ven biển này thì trong lúc chung vui trong ngày lễ lớn của Mỹ, họ cảm thấy buồn ngùi cho hoàn cảnh của người dân Việt Nam. Cô thấy đất nước người ta tự do sướng quá, vui quá. Bác chỉ muốn là tất cả mọi người Việt Nam đến đây hãy cố gắng để cho con cái học hành cái nơi tới chốn để đền đáp ơn cho cái đất nước này họ kêu mang mình. Đó là thế, để bác ao ước thế thôi. Bởi vì đổi cả mạng người để đi tới đây cơ mà. Đổi hết cả tài sản, đổi hết cả sự nghiệp tài sản, đổi cả mạng người. Năm gần nhất có được diễn hành trọng thể là 2019, nhưng bây giờ mọi người đã ra đường và vui vẻ. Họ vô cùng hào hứng, mọi người ai cũng tự hào là người Mỹ hôm nay. Chúng tôi rất vui mừng chào đón họ tại thành phố lướt sóng của Mỹ ở Huntington Beach này. Hôm nay là một ngày thật đẹp, tôi nói với con tôi, nhiều người đổ về đây, địa điểm nghỉ dưỡng mơ ước của họ. Chúng tôi rất may mắn là được sống ở đây. Lòng biết ơn về một cuộc sống tự do là những gì thế hệ đi trước thường nhắc nhở thế hệ tiếp nối để gìn giữ. Trân quý điều mình đang có mà nhiều nơi trên thế giới đang khao khát và tranh đấu để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn, mà lễ độc lập Hoa Kỳ là một biểu tượng cho hoài bão đó.